Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là vị tướng hiếm hoi được nhân dân tôn sùng và phong là một vị thánh. Vậy tại sao lịch sử Việt Nam có rất nhiều vị tướng giỏi, công lao hiển hách mà chỉ có Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được tôn kính đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong video sau đây. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là danh tướng thời nhà Trần và cũng là danh tướng trong lịch sử Việt Nam. Có công lớn trong hai lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, ông là tác giả của bộ Binh Thư Yếu Lược, hay còn gọi là Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư nay đã thất lạc. Ông còn được người dân Việt tôn sùng như một bậc thánh nên còn gọi là Đức Thánh Trần. Ông tên thật là Trần Quốc Tuấn, tước hiệu của ông là Hưng Đạo Đại Vương nên người ta thường gọi ngắn gọn là Trần Hưng Đạo. Nếu gọi đầy đủ thì phải là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu gọi Trần Thái Tông bằng chú, quê ở làng Tức Mặc, nay thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Năm sinh của ông không rõ ràng, có tài liệu cho là năm 1228, có tài liệu thì cho là năm 1230 hoặc năm 1232. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép, lúc Trần Quốc Tuấn mới sinh ra có một thầy tướng xem cho và bảo, người này ngày sau có thể cứu nước giúp đời. Khi lớn lên ông có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, đọc thông hiểu rộng, có tài văn võ. Cha ông là An Sinh Vương Trần Liễu trước đây vốn có hiềm khích với vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, mang lòng hậm hực tìm những người tài nghệ để dạy Trần Quốc Tuấn. Lý do là bởi An Sinh Vương Trần Liễu lấy người chị của công chúa Chiêu Hoàng, còn Trần Cảnh cưới Lý Chiêu Hoàng khi bà mới lên 7 tuổi. Sau này Lý Chiêu Hoàng không có con nên Thái sư Trần Thủ Độ đã bắt vợ của Trần Liễu lúc bấy giờ đang có thai 3 tháng về làm vợ của Trần Cảnh, tức chị thay cho em. Chính vì lẽ đó mà Trần Liễu oán giận Trần Cảnh. Sau này lúc sắp mất, An Sinh Vương cầm tay Trần Quốc Tuấn mà chăn trối rằng con không vì cha lấy được thiên hạ thì cha dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được. Trần Quốc Tuấn ghi điều đó trong lòng nhưng không cho là phải. Năm 4 đến 5 tuổi, Trần Quốc Tuấn theo cha là Trần Liễu đi Ái Châu, là nơi giam cầm trọng tội. Trưởng công chúa Thụy Bà thương anh bị đày, bèn năn nỉ anh kế là Trần Thái Tông xin nhận Trần Quốc Tuấn về làm con, đem về Thăng Long nuôi dạy. Để tránh sự soi mói ghẻ lạnh của triều đình, Trần Quốc Tuấn được trưởng công chúa Thụy Bà gửi tại chùa Phật Quang, nay thuộc làng Khúc Thủy, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, nhờ trụ trì trong chùa dạy dỗ cho đến năm 10 tuổi. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là người không chỉ có tài thao lược cầm quân văn võ song toàn, mà ông còn là người trung nghĩa và đức độ. Điều này được thể hiện qua nhiều câu chuyện lịch sử, như trong lúc vận nước lung lay do sự nhòm ngó xâm chiếm của quân Nguyên Mông, lúc này quyền quân, quyền nước đều nằm ở trong tay Trần Hưng Đạo. Một hôm ông đem lời chăn trối của cha trước khi mất là giành thiên hạ, để dò hỏi ý hai gia nô thân tín là Dã Tượng và Yết Kiêu. Hai người gia nô bẩm rằng, làm cái ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm, nay đại vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi xin thề đến già làm gia nô chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu. Trần Quốc Tuấn nghe hai gia nô nói mà cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. Một hôm Trần Quốc Tuấn vờ hỏi con ông là Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn rằng, người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào? Hưng Vũ Vương thưa, dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ. Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm Trần Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi người con thứ hai là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Trần Quốc Tảng tiến lên thưa, Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ giấy vận nên có được thiên hạ. Trần Quốc Tuấn nổi giận mà mắng con trai, tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra. Thế rồi ông vung gươm định xử tội Trần Quốc Tảng. Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Trần Quốc Tuấn mới tha. Sau đó ông dặn Hưng Vũ Vương rằng, sau khi ta qua đời đậy nắp quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng. Năm Ất Dậu Thiệu Bảo năm thứ 7 1285, thế giặc bức bách, hai vua Trần ngầm đi chiếc thuyền nhỏ đến sông Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh ngày nay, rồi sai người đưa thuyền ngự ra Ngọc Sơn là mũi biển thuộc châu Vạn Ninh gần Móng Cái, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh để đánh lừa giặc. Lúc ấy xa giá nhà vua phiêu bạt, Trần Quốc Tuấn đến gặp. Nhưng do có mối hiềm cũ của cha là An Sinh Vương nên có nhiều người nghi ngại. Trần Quốc Tuấn theo vua tay cầm chiếc gậy có bịt sắt nhọn. Mọi người đều gườm mắt nhìn. Trần Quốc Tuấn liền rút đầu sắt nhọn vứt đi, chỉ chống gậy không mà đi. Vì chuyện này mà sử gia Ngô Sĩ Liên đã ca ngợi, bậc đại thần ở vào hoàn cảnh bị hiểm nguy tất phải thành thực tin nhau, sáng suốt khéo xử, như hào cửu tứ của quẻ tùy thì mới có thể giữ trọn danh dự, làm nên sự nghiệp, nếu không thế nhất định sẽ mang tai họa. Quách Tử Nghi nhà Đường, Trần Quốc Tuấn nhà Trần đã làm được như vậy. Trần Quốc Tuấn là người luôn giữ đức độ, bề tôi trung nghĩa. Có lần Trần Thánh Tông đi đánh giặc, Trần Quang Khải theo hầu, ghế tể tướng bỏ không. Vừa lúc đó có sứ giả phương Bắc đến, Trần Thái Tông mới cho gọi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tới mà bảo rằng thượng tướng Quang Khải đi theo hầu vắng mặt, chấm định lấy khanh làm tư đồ để tiếp sứ giả phương Bắc.
Trần Quốc Tuấn thưa: việc tiếp sứ giả thần không dám từ chối, còn như phong thần làm tư đồ thì thần không dám vâng chiếu. Huống chi quan gia đi đánh giặc xa, thái sư theo hầu mà bệ hạ lại tự ý phong chức, thì tình nghĩa trên dưới e có chỗ chưa ổn, sẽ không làm vui lòng quan gia và thượng tướng. Đợi khi xa giá trở về sẽ xin vâng mệnh cũng chưa muộn. Trước đây Trần Hưng Đạo và Trần Quang Khải, hai ông một là quốc công tiết chế, một là thượng tướng thái sư, nhưng do lo lắng về mối thù của Trần Liễu, cha của Trần Hưng Đạo để lại mà có mối hiềm nghi xa cách. Một hôm Trần Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp tới, Trần Quang Khải xuống thuyền chơi cả ngày mới về. Trần Quang Khải vốn sợ tắm gội, Trần Quốc Tuấn lại thích tắm thơm, từng đùa bảo Trần Quang Khải rằng mình mẩy cáu bẩn xin tắm dùm. Nói rồi cởi áo Trần Quang Khải ra dùng nước thơm tắm cho ông và nói: hôm nay được tắm cho thượng tướng. Trần Quang Khải cũng vui vẻ đáp lời: hôm nay được quốc công tắm rửa cho. Sau khi được Trần Hưng Đạo tắm cho, hai ông trở nên thân tình, tin tưởng nhau, tình nghĩa qua lại giữa hai ông ngày càng thêm mặn mà. Trong việc giúp đỡ nhà vua, hai ông đều đứng hàng đầu. Vì có công lao lớn trong cả ba lần chống quân Nguyên nên vua ra phong ông làm thượng quốc công, cho phép ông được quyền phong tước cho người khác, từ Minh Tự trở xuống chỉ có tước hầu thì phong trước rồi tâu sau. Nhưng Trần Hưng Đạo chưa bao giờ phong tước cho một người nào, ông rất kính cẩn giữ tiết làm tôi. Khi quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta, Trần Hưng Đạo thủ lĩnh toàn quân chống giặc, bảo vệ Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Lúc này vua Trần Thái Tông Trần Cảnh đã mất, Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tông và lên làm Thượng Hoàng. Ông luôn theo sát cạnh vua, tay cầm gậy đầu có bịt sắt nhọn. Nhiều người thấy vậy sầm xì sợ hại vua. Ông biết vậy nên vứt phần bịt sắt nhọn đi, chỉ cầm gậy không thôi. Lúc ấy mọi người mới hết nghi ngờ. Trần Hưng Đạo cũng là người khéo tiến cử người tài giỏi cho đất nước, như Dã Tượng, Yết Kiêu là gia thần của ông, có Dự Công dẹp Ô Mã Nhi Toa Đô. Những người nổi tiếng khác như Phạm Ngũ Lão, Trần Thì Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực vốn là môn khách của ông đều nổi tiếng thời đó về văn chương và chính sự, cũng luôn trung thành với ông bởi vì ông là người có tài mưu lược, anh hùng, lại một lòng giữ gìn trung nghĩa, thu phục lòng người. Có lần vua Trần Thánh Tông vờ bảo Trần Quốc Tuấn rằng: thế giặc như vậy ta phải hàng thôi. Trần Quốc Tuấn trả lời: bệ hạ lấy đầu tôi trước rồi hãy hàng. Khí phách anh hùng hiên ngang bất khuất của ông vang đến tận phương Bắc. Chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Đại Vương mà không dám gọi thẳng tên. Sau khi ông mất, các châu huyện ở Lạng Giang hễ có tai nạn dịch bệnh, nhiều người cầu đảo ông. Còn có lời đồn rằng mỗi khi đất nước có giặc vào cướp, đến lễ ở đền ông hễ cháp đựng kiếm có tiếng kêu thì thế nào cũng thắng lớn. Trần Hưng Đạo là người công tư rạch ròi, ông không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Chúng ta có thể thấy nhân cách này của ông đối với Trần Khánh Dư, một trong những tướng tài số 1 của nhà Trần. Ngày trước Trần Khánh Dư tán tỉnh và ngoại tình với con dâu của Trần Hưng Đạo là công chúa Thiên Thụy, là vợ của Trần Quốc Nghiễn, con trai của Trần Hưng Đạo nên bị cách chức, giáng làm dân thường đuổi về quê. Khi đất nước lâm nguy, nhà Nguyên sắp sửa đem quân sang chiếm nước ta, vua Trần Nhân Tông họp các vương hầu tại hội nghị ở bến Bình Than ở Hải Dương để bàn kế chống giặc. Trần Hưng Đạo đã tiến cử Trần Khánh Dư làm tướng vì ông biết rõ khả năng cầm quân của viên tướng này, không vì thành kiến với Trần Khánh Dư mà không dùng người tài. Có chuyện kể rằng khi sứ giả nhà Nguyên là Sài Thung sang nước ta, hắn vô cùng hống hách ngang ngược, không coi ai ra gì. Sài Thung lúc vào cung không chịu xuống ngựa, cứ thế cưỡi ngựa vào thềm điện. Quân cấm vệ ngăn không cho thì hắn dùng roi đánh tới tấp. Thượng tướng quân Trần Quang Khải đến tiếp, hắn cũng không chịu ngồi dậy nói chuyện. Vua mời đến dự tiệc, hắn cũng không thèm đến. Tình hình lúc ấy rất căng thẳng, nếu sơ suất điều gì có thể dẫn đến chiến tranh ngay lập tức. Trần Hưng Đạo nghĩ ra một kế để bắt Sài Thung phải bớt kiêu căng. Biết người nhà Nguyên coi trọng các nhà sư nên ông cạo đầu, mặc áo cà sa, chân đi đất đến chỗ Sài Thung. Ông bước vào dáng điệu cử chỉ như một nhà tu hành nên Sài Thung tưởng lầm, đón tiếp chu đáo. Đến khi trò chuyện hắn mới nhận ra Hưng Đạo Vương. Sài Thung ra hiệu cho lính cầm mũi tên chọc vào đầu Trần Hưng Đạo đến chảy máu để thử ông. Trần Hưng Đạo mặt mũi không hề biến sắc sợ hãi, vẫn tỏ ra bình thường. Sài Thung rất nể phục, khi ông ra về Thung còn ra đến tận cửa tiễn. Không chỉ là danh tướng vĩ đại, tài văn chương của Trần Hưng Đạo cũng được xếp vào hàng xuất chúng. Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai nổ ra, ông viết Hịch Tướng Sĩ, tên gốc là Dụ Chư Tỷ Tướng Hịch Văn, để khích lệ tinh thần, ý chí chống quân xâm lược của binh sĩ, đồng thời khuyên dân họ chăm chỉ luyện tập võ nghệ, binh pháp, có trách nhiệm với tổ quốc. Ông còn soạn bộ sách Binh Thư Yếu Lược, nói về các chiến thuật, cách đánh giặc để dạy và khuyên tướng sĩ học tập theo. Ngoài ra còn có Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, nhưng tiếc rằng đến nay cả hai tác phẩm quý giá này đều không còn nữa. Tháng 6 năm Canh Tý tức năm 1300, Hưng Đạo Vương ốm, vua ngự tới thăm hỏi rằng: nếu có điều chẳng may mà phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách như thế nào? Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trả lời: ngày xưa Triệu Vũ Đế tức Triệu Đà dựng nước, vua nhà Hán cho quân sang đánh.
nhân dân làm kế thanh dã, đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, Hồ Nam, còn đoàn binh thì đánh úp phía sau, đó là một thời. Đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu. Trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống, đó lại là một thời. Vua nhà Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm Liêm đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, đó là trời xui nên vậy. Đại khái nó cậy trường trận, ta dựa vào đoàn binh, dùng đoàn binh chế trường trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì dễ ngự. Nếu nó tiến chậm như cách tầm ăn, không cầu thắng chóng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế. Có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Và lại khoan thư sức dân để làm kế sâu dễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Khi sắp mất, ông dặn con, ta mất thì phải hỏa táng, lấy vật tròn đựng xương, bí mật chôn ở trong vườn an lạc, rồi san đất và trồng cây như cũ để người đời không biết chỗ nào, lại phải làm sao cho mau phục. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn giữ Lạng Giang, quân Nguyên hai lần vào cướp, ông liên tiếp đánh bại chúng, sợ sau này có thể xảy ra tai họa đào mả. Ông lo nghĩ tới việc sau này mất lại là vì vậy. Mùa thu tháng 8 ngày 20, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mất ở phủ đệ Vạn Kiếp. Vua Trần Thánh Tông có soạn bài văn bia ở sinh tử của Trần Quốc Tuấn, ví ông với thượng phụ Lã Vọng ngày xưa bên Trung Quốc. Sau khi mất, Trần Hưng Đạo được thờ phụng ở nhiều nơi, trong đó lễ hội lớn nhất là ở đền Kiếp Bạc, nay thuộc Chí Linh Hải Dương, nơi ngày xưa là phủ đệ của ông. Ông được người dân nhiều đời sùng kính phong thánh, gọi là Đức Thánh Trần. Đây là điều hiếm hoi trong lịch sử, chỉ dành riêng cho vị danh tướng nhà Trần. Ngày lễ chính thức được tổ chức vào ngày ông mất 20 tháng 8 âm lịch hàng năm. Nhân dân không gọi trực tiếp tên của ông mà gọi là Hưng Đạo Vương, Hưng Đạo Đại Vương, Đức Thánh Trần, hoặc gọi là cha. Có câu tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Nhân dân Việt Nam vô cùng kính trọng ông do công lao hai lần lãnh đạo đất nước, chống lại được họa Thát Đát, tức chống quân Nguyên Mông, một trong những đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Dưới vó ngựa của quân Nguyên Mông, từ các nước Hồi giáo hiếu chiến ở Trung Á đến các công tước của Moscow nước Nga ngày nay cũng không thể nào bảo vệ được nền độc lập của mình. Lãnh thổ của Nguyên Mông theo chiều ngang kéo dài từ Viễn Đông gồm cả Triều Tiên đến tận Moscow, chiều dọc từ Bắc Á xuống hết cả Ấn Độ, Miến Điện. Trong cơn lốc chinh phục của họ, chỉ có Thái Lan thoát khỏi họa diệt vong nhờ sách lược cầu hòa. Nhật Bản may mắn nhờ một trận bão biển mà làm thiệt hại bớt tàu của Mông Cổ. Và Đại Việt là nhờ khả năng lãnh đạo của Hưng Đạo Đại Vương mà giữ được bờ cõi. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ cho thấy được Trần Hưng Đạo là một vị tướng vĩ đại đến nhường nào. Ngoài Đại Việt đánh bại được đế chế Mông Cổ, còn có Java tức Indonesia, Ai Cập, Ấn Độ. Tuy nhiên chiến công của Đại Việt là hiển hách nhất. Năm 1984, tại Hội nghị quân sự quốc tế diễn ra tại London, đã công nhận Trần Quốc Tuấn là danh tướng lỗi lạc của thế giới.